Ghi nhận của phóng viên Dân Việt vào sáng ngày 15 tháng 10, trên tuyến đường Lê Duẩn, trận mưa lịch sử trong ngày 14 tháng 10 đã gây ra cảnh tượng hàng dài ô tô chết máy nằm la liệt, gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường này. Nhiều người dân cho biết do ảnh hưởng của trận mưa lớn ngày 14 tháng 10 khiến nước ngập sâu, khi họ điều khiển phương tiện đến đoạn đường Lê Duẩn thì bị kẹt tắc không kịp thoát. Nước dâng cao ngập vào xe khiến xe chết máy trong đêm 14 tháng 10. Đến sáng ngày 15 tháng 10, họ phải chờ xe cứu hộ đến giải cứu. Cạp xe ngay chỗ Yên Bá với Lê Duẩn rồi. Là anh đi từ Yên Bá đi lên tới cái đoạn này đi là cái cạp xe kinh khủng. Là anh đi mất tầm phải gần 2 tiếng đồng hồ, là từ Yên Bá ngay tới đây là phải gần 2 tiếng đồng hồ. Rồi tới đây là đột nhiên là dừng hẳn luôn, là nửa tiếng đồng hồ không di chuyển được. Cái đầu đột nhiên nước cũng tràn vô xe, anh đã bỏ chạy ra ngoài. Cái đầu theo người đi đường đó, họ cũng có người thì qua khách sạn, qua bên nhà sách nấp, có người thì ở bên chỗ đi nấp. Sáng đi thì chắc tôi nên giải quyết là phải chờ cho mấy cái xe kia họ đi xong. Rồi xe nào cũng gọi cứu hộ, mà bên cứu hộ thì đông quá, cũng có người thì giải quyết sớm, có người thì giải quyết muộn. Thì chắc phải chờ tới tầm, anh đón đó tầm phải chiều thì xe mới đưa về hãng được. Chứ bây giờ không có dám nổ máy, không có dám đề máy. Tại vì theo cái hướng dẫn của nhân viên kỹ thuật bên hãng xe thì họ khuyến khích là không nên nổ máy trước khi họ chưa kiểm tra. Tình trạng ùn tắc kéo dài gần 10 km khiến giao thông tê liệt trên đường Lê Duẩn. Người dân trên con đường này phải hỗ trợ chủ phương tiện đưa xe lên lề đường. Tại một số tuyến đường khác như Bạch Đằng, Trần Cao Vân, Hải Phòng, rất nhiều xe cũng chung cảnh mắc cạn. Sáng ngày 15 tháng 10, sau trận mưa lịch sử, Đà Nẵng trời tạnh giáo, hưởng nắng. Dự báo do ảnh hưởng của áp thấp, thành phố sẽ có mưa trong những ngày tới.